xem tử vi tháng 6 năm 2024 của người tuổi dần như sao. Theo tử vi hàng tháng dần thấy rằng vận trình của bản mệnh có tốt có xấu, vì vậy bạn cần cổ vũ bản thân vượt qua những khó khăn, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội, đừng chần chừ, do dự quá nhiều kẻo bỏ lỡ những thời cơ tốt. Trên phương diện sự nghiệp, do phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh có thể vướng vào nhiều chuyện thị phi, tin đồn tai tiếng. Khuyên bạn nên tập trung vào công việc của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác, Tránh nóng nảy kẻo gây thù chuốc oán với người khác. Hãy dùng kết quả công việc thực tế để chứng minh giá trị bản thân mình. May mắn mà phương diện tình duyên lại có nhiều điểm sáng rực rỡ. Thái âm chiếu mệnh đem lại cho bạn nhiều đối tượng lý tưởng, đặc biệt là nữ mệnh, nếu bạn tự tin và chủ động hơn thì không thiếu người theo đuổi. Trong gia đình, quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hòa, hai người đều biết nhường nhịn nhau, không so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt. Tài lộc cũng không mấy khả quan do bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Thêm vào đó, kẻ xấu còn cố tình tiếp cận bạn, dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ bạn, nếu sơ suất, cả tin thì bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm.